Rồi, chào bạn. Hôm nay mình sẽ đi trả lời cho các bạn những câu hỏi về máy nạp zoom TL-866-2 Plus nhé. Thứ nhất, đây là cái bản nâng cấp của TL-866 và nó đã cải thiện khá nhiều về tốc độ. Các bạn nghe kỹ, nó đã cải thiện rất nhiều về tốc độ, cộng với là support IC khá nhiều. Ngày xưa của nó là 13.000 IC, bây giờ thì mình cũng chẳng buồn để ý vì gần như đại đa số IC ném vào là chạy. Quan trọng là các dòng này, những cái tun đi kèm và những cái đế đi kèm nó có để chúng ta mua hay không thôi, vì một số đế đôi khi đắt hơn cả cái máy các bạn. Vì vậy là với một số dòng IC chúng ta sẽ phải sử dụng sang những dòng máy khác, ví dụ như là 809H, thì mình sẽ có cái video nói riêng về nó sau. Và đây là những gì các bạn nhận được khi chúng ta mua hàng: một chiếc máy, một cáp cấp nguồn cũng như truyền dữ liệu USB, và một bộ dây nối. Mình thực sự là không chuyên về nạp zoom và cũng không chuyên về điện tử, vì vậy là mình không biết cái sợi dây này nó dùng để nạp zoom cho cái thiết bị điện tử gì, và nó nối đây này các bạn. Còn khi chúng ta muốn cấp nguồn thì chúng ta cấp nguồn vào đây và cũng lấy cái đường tín hiệu cũng như đường nguồn từ cổng USB máy tính, đi kèm một cái hộp này. Đây, hộp của chúng ta đây. Các bạn sẽ hỏi driver các bạn đào đâu, thì có hai cách đào: một là google.com, hai là ở đây nó có đề trang chủ cho các bạn này, các bạn truy cập trang chủ là có cái đường link để đào driver. Ba là ở cái video phần mô tả của cái này cũng có cái đường link đính kèm nhé. Vì chúng ta đang sống ở năm 2022, sang năm là năm 2023, cô giáo Thảo thì chấm dứt từ năm 1998. Vì vậy là chúng ta sẽ không hề có đĩa driver cho tất cả các dòng máy nạp zoom các bạn nhé. Và đây là một cái đối thủ cạnh tranh của nó. Nó được anh em laptop sử dụng nhiều hơn. Hai cái thì hỗ trợ như nhau và chênh lệch nhau 50.000. Cái sự chênh lệch này chẳng qua là do thợ bán thôi, do người bán thôi. Có nghĩa là cái đồ nào bán được nhiều thì họ ẩn giá, còn cái đồ nào bán được ít thì họ giảm giá xuống để ẩn hàng đi. Đây, còn chúng ta có những cái đế này để chúng ta nạp. Đây là full đế này. Còn một số cái đế đắt hơn tiền máy thì mình không có các bạn nhé. Ví dụ đế cho 56 hay đế cho những cái con zoom đặc chủng thì mình chưa nhập về. Chúng ta có 24 này, 20 này, 8 nhỏ này, 8 to này, siêu nhỏ này, 1.8 này, đế bay hút hàn chân này, và 9012. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng qua cái dòng máy này nhé. Đây nha các bạn, cấm nguồn kết nối cáp USB với máy tính, và chúng ta để cho chuẩn chiều IC như này, các bạn quan sát nhé. Và chúng ta sử dụng đế nào thì hợp với IC đấy. Và bây giờ mình đang dùng IC chân cắm, vì vậy mình cắm trực tiếp lên máy nạp các bạn nhé. Đây này, ở đây cũng có cái đường link của web để các bạn truy cập web, các bạn down driver thì các bạn check này. Đấy các bạn, nó sẽ báo cái dòng chữ này các bạn nhìn này. Thì các bạn ấn vào tool, sau đó các bạn update BIOS lên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy bình thường. Đây nhá, các bạn thấy nó hiện chân IC đấy. Đây này, hiện tên IC. Cái này thì các bạn sử dụng quen rồi. Các bạn muốn đọc thì các bạn ấn vào cái dòng đọc. Đây, nó đang đọc BIOS cho các bạn này. Tùng đã có một cái video so sánh về tốc độ của GT809F và TL866. Thì cái tốc độ của TL866 sẽ nhanh hơn với 809F khoảng 1 đến 2 giây khi chúng ta đọc IC và ghi IC nhé. Đã hoàn thiện này. Các bạn muốn lưu một bản BIOS thì các bạn save, lưu nó lại để ngoài laptop hoặc đặt tên cho nó là ok. Đấy, các bạn làm đúng theo cái thao tác đặt tên. Còn bây giờ khi các bạn muốn nạp một bản BIOS khác vào thì các bạn, bây giờ nhá, các bạn muốn nạp một bản BIOS khác, ấn vào chữ loát kìa, các bạn nhìn thấy chưa. Sau đó các bạn
kéo đến cái nơi các bạn để file BIOS, các bạn OK. Sau đó các bạn OK là xong. Bây giờ các bạn sẽ ghi xong nó báo OK là chúng ta đã hoàn thành quá trình chúng ta nạp và ghi một đọc và ghi một bản BIOS hoàn chỉnh các bạn nhé. Rất đơn giản trong quá trình các bạn sử dụng.